Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Kalai Việt Nam. Các bạn thân mến, trong video trước các bạn đã biết đến em rồi, Kalai KL619 của nhà Kalai. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn sử dụng em rồi này sao cho hiệu quả hơn, bền hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Khi sử dụng để nấu cơm hàng ngày, thao tác đơn giản như sau: vo gạo sạch, cho gạo vào nồi, đổ nước vừa đủ, kết nối nguồn điện, ấn nút, vậy là xong rồi. Khi cơm chín, bảng điều khiển sẽ tự động nhảy sang nút giữ ấm. Ngoài chức năng chính là nấu cơm ngon, nồi còn có thể giúp bạn hầm gà, hấp rau củ, hấp trứng, làm sữa chua ngon tuyệt đỉnh. Thao tác với món hầm, bạn bỏ nguyên liệu vào nồi, thêm nước và nhấn nút nấu. Còn với món hấp cũng tương tự, bạn đổ nước vào lòng nồi và đặt khay hấp lên thôi. Nồi nướng xong, các bạn cố gắng vệ sinh nồi nghe nhé. Lòng nồi được phủ lớp chống dính Teflon cao cấp nên việc cọ rửa rất dễ dàng. Các bạn chỉ cần sử dụng nước mềm cùng với nước rửa chén để làm sạch. Với phần vỏ nồi, mình dùng khăn ẩm lau sạch các vết bẩn. Chú ý quan trọng là sau mỗi lần nấu, cần kiểm tra ngăn chứa nước, đổ nước bên trong và cọ sạch, giúp đảm bảo an toàn mỗi lần nấu nha. Ưu điểm nổi bật của chiếc nồi là thiết kế ấn tượng, độc đáo, phù hợp với nhiều không gian bếp. Công nghệ nấu đa chiều 3D, nhiệt lượng tỏa ra đều từ đáy nồi, lên nắp nồi và xung quanh thân nồi, giúp hạt cơm tơi hơn, chín kỹ hơn từ trong ra ngoài. Cách sử dụng nồi thì vô cùng đơn giản như các bạn đã thấy. Nếu các bạn đang tìm mua một chiếc nồi cơm điện cho gia đình từ 3 đến 5 người thì hãy cân nhắc đến lựa chọn này của nhà Kalai nhé. Video của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ nhà Kalai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.